Mình sẽ chia sẻ cái món đùi gà chiên nhé, giòn nhé, bằng bột chiên pha sẵn. Hoặc là các bạn có thể dùng bột chiên thông thường và tẩm ướp với gia vị mắm này, hạt lêm này, hạt tiêu này, bột ngọt đấy. Hoặc là dùng bột chiên pha sẵn này thì mình không cần phải tẩm gia vị, và mình chỉ cần cho thêm một ít tỏi và ít gừng vào để cho cái món ăn này của chúng ta nó thơm hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành làm nhé. Trước tiên là các bạn khía gà cho mình. Các bạn khía dọc cái miếng gà ngang ra như này để cho gà chúng ta nó dễ ngấm gia vị vào hơn. Cái bột chiên này thì người ta đã pha sẵn gia vị rồi, thì bây giờ mình muốn nó thơm hơn thì mình chỉ cần cho thêm một ít bột này, ít tỏi, ít gừng vào, có bột tỏi, cho ít bột tỏi, bột gừng. Còn không thì các bạn đập ít tỏi tươi, ít gừng tươi vào, các bạn pha cùng, các bạn trộn trước với gà, sau đó mình mới trộn với bột. Các bạn đập thật nhé và các bạn băm thật nhuyễn cho mình nhé. Các bạn băm thật nhuyễn cái này đi để cho nó thật nhỏ để nó hòa quyện vào miếng đùi gà này. Các bé rất là thích ăn những cái món này, cho nên khi mà các bạn mà biết cách nấu ấy thì nhà chúng ta sẽ có những cái cánh gà, cái đùi gà chiên tại nhà ấy. Nó cực kỳ đơn giản mà lại ngon ấy. Băm thật nhuyễn lên cho mình nhé. Khi băm thật nhuyễn xong nhé thì các bạn cho luôn vào đây để các bạn massage để cho cái phần gà này của chúng ta nó ngấm ấy, cái phần gừng, phần tỏi này, và dùng cái xiên que các bạn xiên thêm mà để cho miếng gà chúng ta nó dễ ngấm hơn vào thịt. Massage khoảng 10 phút nhé để cho cái phần gia vị này nó ngấm hết vào thịt gà nhé. Sau đó mình mới ướp cái bột chiên giòn vào. Tức là các bạn đổ cái phần bột chiên vào mình nhé, đổ từ từ vào cho mình nhé, đổ từ từ vào. Các bạn xóc nó lên nhé, xóc nó lên từ từ lên để cho nó ngấm nhé. Đấy, chỉ cần ngấm một lớp bột mỏng thôi. Chỗ nào mà chưa có bột thì các bạn lại đổ tiếp, đổ cái mặt này. Với một gói bột này thì chúng ta dùng được cho 600g thịt gà. Thì ở đây mình có hai cái đùi gà này là khoảng 250g. Thì các bạn dùng cho mình khoảng non nửa cái gói bột chiên này nhé. Cái này là đủ bột rồi đấy ạ. Bây giờ các bạn chỉ cần xóc nó lên để cho nó ngấm đều lên, ngấm lốt nó vào cái phần đùi gà, rồi sau đó mình mang đi mình chiên là được nhé. Ở đây mình dùng nồi chiên không dầu cho nên mình không cần phải dùng dầu, mình chỉ cần đặt vào cái nồi chiên không dầu và điều chỉnh nhiệt độ khoảng 120 đến 150 độ, và mình chiên lên khoảng mỗi mặt này khoảng 10 phút là mình đã có món gà chiên rất là ngon rồi. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản. Các bạn đợi khoảng 10 phút cho nó ngấm thêm ấy, rồi sau đó các bạn cho mang đi và các bạn chiên nhé cho mình nhé. Rất là đơn giản như vậy thôi. Rồi, hôm nay mình sẽ chia sẻ cách ướp đùi gà nhé, để chiên bằng nồi chiên không dầu rất là đơn giản nhé, để các bạn cùng làm với mình nhé. Cho vào cái nồi chiên này nhé và mình nướng mỗi bên khoảng 10 phút nhé. Nếu mà chưa được thì mình sẽ lại lật lên và mình nướng tiếp nhé, với một nhiệt độ 120 đến 150 độ. Mình nướng được khoảng 10 phút với nhiệt độ khoảng 150 độ thì mình sẽ lật miếng thịt nhé, và mình nướng cái mặt này thêm 10 phút nữa vì cái thì là nó sẽ chín nhé. Còn nếu các bạn muốn nó giòn hơn thì các bạn nướng thêm khoảng 10, mỗi bên khoảng 15 phút là 30 phút. Đây là mình nướng khoảng 20 phút thôi, hai bên khoảng 20 phút. Còn các bạn muốn giòn hơn thì hai bên này các bạn nướng khoảng 30 phút nhé. Để mình đi nướng tiếp mà được. Khi chiên xong ấy, cái đùi của chúng ta nó giòn, nó ngon và cực kỳ thơm ngon ạ. Như thế này, cái vị của nó thì rất là thơm ngon ạ. Và giờ mình đã xong cái clip này ạ. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé.